Sở dục đào tạo Đồng Nai đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp cho học phổ thông năm 2024. Theo đó, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh đạt 98,79% không tính thí sinh tự do, tăng 1,52% so với năm 2023. Cụ thể, toàn tỉnh có hơn 32.244 trong tổng số hơn 33.000 thí sinh dự thi được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đạt tỷ lệ 98,79%. Trong đó, hệ trung học phổ thông đạt tỷ lệ 99,77%. Hệ giáo dục thường xuyên đạt 94,29%, đáng chú ý so với năm 2023, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm nay tăng đến 6,58%. Cũng theo thống kê của Sở Giáo dục đào tạo Đồng Nai, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 89 bài thi đạt điểm 10, trong đó nhiều nhất là bài thi môn giáo dục công dân với 24 bài, tiếp đến là hai môn lịch sử và địa lý, mỗi môn có 22 bài, hóa học có 12 bài, ngoại ngữ có 8 bài và sinh học có 1 bài. Thủ khoa của kỳ thi năm nay là thí sinh Phạm Ngọc Quỳnh Như, học sinh trường trung học phổ thông Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, đạt 53,4 điểm.